Chào các bạn quay trở lại với khóa học Private Architect 2019. Và hôm nay mình sẽ nói một chút về một số các cái vấn đề liên quan đến cái việc các bạn import file AutoCAD vào trong Revit. Thoạt nhìn thì các bạn thấy cái việc chúng ta import cái file AutoCAD và đây là các cái chi tiết mà chúng ta có sẫn trong file AutoCAD và trong Revit là một cách rất là hay để chúng ta tạo lên một cái bộ thư viện trong Revit để sử dụng trong bản vẽ. Tuy nhiên, nếu mà các bạn sử dụng không chuẩn chỉ và không biết cách thì các bạn sẽ mắc một số các vấn đề khi các bạn import file AutoCAD vào trong Revit. Các vấn đề đó là như sau. Các bạn thấy đây là một cái file AutoCAD như thế này. Thì các bạn thấy là khi các bạn import như thế này thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng một số các cái tính năng để các bạn truy vấn đến các cái layer của trong của cái file và các bạn của cái file AutoCAD của bạn import vào đây. Ví dụ khi các bạn chọn một cái file cái link mà AutoCAD của bạn vừa import vào đây thì các bạn nhìn lên đây nó có một nút query. Các bạn click vào đây. Rồi, cái nút query này cho phép chúng ta truy vấn đến tất cả các cái đối tượng trong cái link AutoCAD các bạn vừa mới import vào. Ví dụ ở đây khi các bạn kích hoạt nút query thì các bạn thấy là nó cho phép chúng ta chọn tất cả các đối tượng trong này. Ví dụ khi các bạn kích vào một đối tượng này, đó các bạn thấy nó sẽ hiện lên tất cả các thông tin liên quan đến cái đối tượng đấy mà từ cái file AutoCAD bạn quy định, từ cái loại này rồi là layer vân vân. Thì ở đây các bạn có thể, nó có hai nút bên dưới này, một nút delete và một nút hide in view. Thì các bạn có thể, ví dụ các bạn sử dụng nút hide in view thì nó sẽ cho phép các bạn ẩn cái layer này đi khỏi cái file này. Các bạn kích vào hide in view, đó các bạn thấy nó biến mất như thế này. Đó, thế vậy khi nó biến mất như thế này thì rồi chúng ta kích vào modify để chúng ta thoát lệnh hoặc gọi là next step. Các bạn thấy là khi mà các bạn ẩn một layer như thế này đi thì làm nào để các bạn lôi lại, làm nào để các bạn hiện nó lên, thì tất cả trong Revit nó được quy định trong một cái chức năng, đó là visibility. Và các bạn có thể tìm thấy trên tab view, các bạn thấy có nút visibility graphics hoặc là phím tắt là phím VG, các bạn kích vào đây. Trong cái bảng này, Visibility Graphic Override for Drafting View này, tức là cho cái Drafting View mà mình đang import file AutoCAD ở đây, thì nó có rất là nhiều các cái chức năng khác nhau mà mình sẽ nói trong một cái video trong tương lai, cũng trong cái khóa học này. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta chỉ quan tâm tới cái phần mà file AutoCAD chúng ta import vào ở đây. Thì chúng ta sử dụng cái tab Imported Category này, bạn kích vào đây thì các bạn thấy ở đây nó có một loạt các cái layer mà của cái file AutoCAD mà chúng ta import vào, thì trong đấy có một cái layer mà đã được bỏ chọn đi, nghĩa là nó sẽ không hiện lên. Khi các bạn tích vào cái chọn cái layer này và các bạn apply thì những chi tiết kia sẽ được hiển thị lên. Ok, bây giờ mình chọn lại cái link này, mình kích vào nút query và mình lại chọn lại cái đường thẳng này. Rồi các bạn thấy ở đây cái layer của chúng ta là A Dev File này. Nếu mà chúng ta chọn nút Delete thì sao? Chúng ta kích vào nút Delete. Ok, mình kích vào Modify để thoát lệnh. Rồi chúng ta kích vào Visibility Graphic. Rồi chúng ta vào tab Imported Category. Các bạn thấy nó biến mất luôn cái layer đấy. Vậy làm nào chúng ta lôi lại? Không có cách nào chúng ta lôi lại cả. Chúng ta phải Ctrl Z lại thôi. Vậy nếu như các bạn vẫn cần phải dùng cái layer đấy thì theo mình nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng cái hai, tức là mình chỉ ẩn hiện layer ấy thôi chứ không nên xóa nó đi, bởi vì không có cách nào lôi lại nó cả. Đây là cách để các bạn truy vấn các cái thông tin và ẩn hiện các cái layer trong cái file AutoCAD mà các bạn import vào trong Revit. Ok, có một cái chức năng nữa mà các bạn có thể quan tâm, đó là chức năng Xplode. Tương tự với chức năng Xplode trong AutoCAD, nó sẽ phá cái khối link này ra thành các cái chi tiết nhỏ. Bây giờ mình sẽ thử phá khối. Ok, khi mình kích vào đây các bạn thấy là bây giờ các bạn có thể truy vấn được tất cả các cái đối tượng này mà không cần phải query gì cả. Nó chính là các cái đối tượng mà trong Revit nó đã cung cấp. Thấy các bạn, nhiều bạn sẽ nói chức năng này quá là tuyệt vời. Tuy nhiên thì mình có thể nói ở đây này là chức năng này không tuyệt vời như các bạn nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chú ý ở đây, khi các bạn chọn cái đường thẳng này
thì các bạn phần lifestyle, tức là cái đường mà quy định, mà cái đường nét mà quy định cho cái đường thẳng này, thì các bạn kích vào đây. Các bạn nhìn ở đây thì chúng ta thấy ở đây này, chúng ta có hai đường line, line medium line, thin line, white line, là tất cả những cái lifestyle, tức là cái những cái đường thẳng mà Revit nó đã cung cấp cho chúng ta. Còn bên trên này là một loạt các cái layer mà khi các bạn explode cái file AutoCAD này ra, nó tự động nó tạo ra trong trong Revit. Đây chỉ là một cái chi tiết nhỏ, nhưng nếu các bạn có một cái chi tiết lớn với nhiều layer thì các bạn thấy rác rất nhiều ở đây, rất nhiều các cái lifestyle sẽ được tạo ở đây, và như thế thì cái nó sẽ va chạm hoặc nó không đúng theo cái standard của công ty của các bạn. Thứ hai là ví dụ về cái tech này, các bạn thấy là nó cũng tạo ra cái tech mới cho chúng ta ở đây, mà đây là các cái tech mà Revit quy định ở bên trên này, 2.5, 3.5, 5, 7. Còn cái thằng này là cái thằng tạo ra sau khi các bạn explode. Chưa kể đến cái phần các bạn vào Task Manager, chúng ta kích vào phần vật liệu, Material, kích vào đây. Rồi, chúng ta kéo xuống bên dưới này. Rồi, các bạn thấy ở đây nó tạo ra một loạt các cái vật liệu render này. Render này ứng với màu sắc của các cái layer trong thằng AutoCAD đó, mà chúng ta thực sự không cần thiết phải có những cái layer này, hoặc không bao giờ dùng đến, và nó sai lệch đi với cái tiêu chuẩn của công ty chúng ta đó, các bạn thấy. Và một loạt các vấn đề khác nữa, thế thì rác sẽ tạo ra rất nhiều nếu một chi tiết rất là lớn, vậy thì cái này không ổn một chút nào cả khi các bạn explode một cái chi tiết ra. Vậy làm thế nào? Các bạn muốn vẫn muốn explode và bạn muốn tránh, thì các bạn làm tránh cái việc rác như thế này thì làm thế nào? Thế thì các bạn phải cách làm như sau: các bạn phải mở một cái file Revit mới, một file Revit tách biệt riêng so với cả cái file project các bạn đang làm việc. Sau đó các bạn import cái file AutoCAD này vào và các bạn phá khối nó ra. Sau đó thì các bạn sẽ làm cái thao tác là các bạn chọn tất cả các cái này, chọn tất cả các cái đường thẳng này, và các bạn chuyển về cái đường thẳng mà Revit quy định hoặc của công ty bạn quy định ở đây. Ok, kể cả text cũng thế, các bạn chọn hết tất cả các text, bạn chuyển về cái chức năng mà Revit quy định. Sau đó các bạn copy tất cả cái này, vì tất cả này bạn đưa sang cái file project của các bạn. Như vậy thì tất cả các cái đường thẳng, rồi các cái nét lifestyle, rồi text nó đều theo quy định của công ty các bạn, và rác nó không còn được sinh ra nữa. Thì đấy là cái cách mà nếu mà các bạn có cần phải explode một cái chi tiết AutoCAD ra, thì các bạn nên làm một bước trung gian như thế để tránh rác phát sinh ra rất nhiều trong cái file project của các bạn. Ok, chúc các bạn thành công. Trên đây là một số các cái mẹo khi các bạn import cái file AutoCAD vào trong Revit. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.